Welcome to our English class, and today I have something to share with you with past simple. So the previous lessons I also shared with you with what, who, and when. And today we are going to move to how. Chúng ta bị mê riêng muốn cho bạn và chạy năng mưu riêng để đọc nghĩa, năng chạy lệ cho mưu đọc nghĩa ông bị mê riêng past simple à tên cả cao thò mà đá. Chúng mưu được mê riêng what, who, and when. Dừng để lại ngay đi, dừng đừng sạc xa một tí, how. Okay, so please start together. So for past simple, as I told you last time, that it is used in the past and it finished in the past. Okay. So how in the translation is, yang mạch or robiet nào. Okay. So before we move to the next formula, I also would like to introduce you some verbs here. Okay. Bring your make bóng cả. Travel phơi đầm lá. Cook chấm ấn. Go, tờ. So before you learn the formula, I also need to introduce you the adverbs. Today's lesson is connected to adverbs. Chẳng xâm rạp mê riêng ngay ní, dường riêng mê riêng hào của con ta, dường trâu school, con kia giảm sần. Từ dường ai, bóng cao mà dốt ban trăm trâu. So, the adverbs are here. Yeah, adverbs mean con kia giả, con kia giảm, okay. Anh nói cái hào tha từ cô ly, đại vì miên ly nó bị càng cao. Hai chùm này, con kia giảm vui chùm nôn tiết. Câu việc miên ly đẹp, bản thân ngay đi chùm lợt vô con kia giảm. Đại miên ly nó bị càng cao, L-Y. Yeah, okay. Chứ, for the first adverb is happily. Yang sabai rồi có yang sabai đi. Okay. Sadly yang grip krong. Tiredly yang nơi hot. Okay. Slowly yang dư. Gladly yang riri. Confidently yang kelahan. Okay, one more time. Happily, sadly, tiredly, slowly, gladly, confidently. Okay. So now we will see the formula. So what is the difference between what, who, when, and how? Yeah. Allow your mơ phim khóc lại kia rồi viên. Made in what, who, when. Allow your chỗ đó how ta. Vì như mày đã. Okay. Just how, the translation is yang mày đã. You bỏ ra nó thành yang mày đã. Hai biết bỏ ra là bạn là đã. Okay. Allow you may be people like me. How did he study? Study bóng đá thá, sạch xa. Okay. What did he study? Bóng đá thá, dàn mạch đá, bàn, con, sạch xa. What about in my? How do we say that? Có bán sạch xá dạng bài đại. Okay. Còn bán sạch xá dạng bài đại. If we change the active pronoun, the subject here, bây giờ có đô so với những chi vật thêm hơn đấy. How did she study? Niếng bán sạch xá dạng bài đại. Okay. How did John study? How did
I study. How did you study? How did we study? How did they study? Yeah. And now, if you don't know the verbs, you can also use Khmer verbs. Yeah. Bơ sân thì dương ơn tôn chê kê ya sạp chả làm đế. Dương ai pra chìa khi sạc khmer chùm nô ao bì sang phê sân của bà này. Pra kê ya sạp khmer. Đê ta chôn quý nì dây sạp mơ kết. Dương pra chìa sạc khmer sân. Ủa thọ, pra mệnh. How did he sắc sản? How did he read? How did he tell? How did he nì dây? How did he say? How did he mơ? Chẳng dương pra chìa phía xa khám ai sẵn bóng bà sân dì dương an toàn chê phía xa không lên. Hay bà sân dì dương chê hát dương tạm bóng. Đã bring, make, travel, cook, go, speak, listen, sing. It depends on how you use it. Chẳng dương việc bơm bài từ lời ca pra bỏ dương. Yeah. Okay, so now welcome to the answer. The first thing that I want you to do is just learn this first. Dương riêng bà gần nát sân. I am vớt sẽ tốt với mặt đông sân. Vì bố viê cả này chia biết là bây chồng đôi và dốt nắng này. À vay đa sầm khán cư dương thảo tấn hán. Ta việc lạc đôi giả mây. Chỉ mối kể là sao này. Và thỏa ra. He studied. Chờ cả vì mê riêng bốn hai đấy bằng nhông. Đã tại ý đi hả nhưng mình nghiên ai đi. Vì bố tha kể là sao vì miền regular verbs, half irregular verbs, non irregular verbs. We mean kể giá sắp prai prul, mình đã out prai prul, nâng prai prul bạc đá, nâng prai prul. Chứ mình mình bày một phần không? Yeah. Alo, bây giờ nhóm xua xùm nối tốt, để đọc thế tờ trai mà cả nạp ở tiên hoa thang nhóm xua ta. How did he study? Để đọc thế tờ trai ta. He studied. Okay, let's start together. How did he study? He studied. How did she study? She studied. How did John study? John studied. How did I study? You studied. How did you study? I studied. How did we study? We studied. How did they study? They studied. Chắc yên rồi yên mà cả nạn sân. Ôi chê ôi stop rút mò sân. How did he study? He studied. How did she study? She studied. How did they study? They studied. Ôi chú ba hẳn năng á. Bây giờ chú ba hẳn năng hơi. À nít chê cả rồi đi. Happily, sadly, tiredly, slowly, gladly, confidently đi. Cứ việc cả rồi đi. À lâu yên cú cú kênh á. So, how did he study? He studied hai bạc. Khởi những cái lươn ấy, bà chạm cất ấy. Cả lại những cất cả là dân ấy đặt cái chôn mất. Hai bà sân gì dân đâu cất, anh ấy đừng đâu. He say kê. Anh ấy nguyên ca một bạc smoke smile đẹp dường. Chắc, how did he study? He studied. Mà cả năng hai bạc. Cất đá đấy này. Tiền đi đặt lọc. How did he study? He studied happily. How did he study? He studied again. Sadly. He studied again. Tidy. He studied slowly. He studied gladly. He studied confidently. This is what you need to do. English is not hard to learn. It's very easy. If you know the formula and you follow the instruction, you can speak English in a very short time. Yeah. Chẳng phía sao thuê vì không ở vậy lộn bạc đến đây. Hai cùng cất hạ. Màu bị trái chết hai. Màu bị nhông chết hai. Chẳng chẳng chết hai vì nghe xuống. Vì nghe xuống men. Hai đây bằng viên lục bát. Why is it so hard for you? It is because you do not get the right formula and you do not get the right teacher to guide you. So if you don't get the right direction, you will take long time to go. Bất sân chỉ dương ọt đăng bì cô đào cho bằng lọc thế dương nằm pra dạc phê quen đâm bấy chú tờ lô cô đào dương. Còn bằng tay bà xin chị dương đăng thì cô đau chút bán lộ. Dương đăng là thấu thật tâu tần á. Dương bia phơ dương chùm nánh bề và lý hơi. Phơ tốt bán
the pork no yet pay not clay. So this is what I want to tell you. We man lom ba te no knong ka rien phisa clay. Hai kong chong chai nang phisa clay ba rien na. Ap che ke hien bo dap chnam em tang yei ong le ka tang yei khong yei khong. Doi sa ai? Because you focus on the grammar. You focus on the grammar. People that you put out the love where you go, where you go, where you go. Chẳng hai việc vợ dư bảo bạc nông ca này dư vô là dễ ta tí khó, dễ ta tí khó đó. This is what you're facing. Nếu cứ chi ở vây đàn nạc bông tay chuộc ở tèo này cứ hướng bây giờ có. Nó bê đại dương riêng là nó hơi trên thì dễ hay. Nó mê riêng trong cái đó cứ nhông nâng bằng hai nhầm bì bây giờ có. Nó không bị sao mà ta vì smoke smile đấy, vì ở smoke smile đấy. Bây giờ có three main tenses and 12 tenses là nhận. À ca thông thông đang bay nên là đọc pi ca là nhận. Nó bên là để liên hai chơi hai. Nhưng pra ở mê liên đang á, ta pi mau này. Đừng tên là ở mê. Chèn mau nặng, cái mê của bạn đi xuống là phê dương ở vô sạch chết qua sẵn đi, qua sẵn đi, qua sẵn đi. Chắc mê thơ dương bảo bạn liên. Hai cứu có trong bằng hai hắn nè, là khủ chết nè cái nhé. Khi nhập lực hữu của dô lâu thì nhé, khi apply thêm mấy ấy. Hay sao sao cho bạn apply thêm mấy ấy nè. Cho bạn apply. Bọn ta ở đằng hà, lúc này nhé, dô apply, dô cờ ca cả đó. À cầm rắc, thầm ta thân nạc tìm muối, dô thân nạc tìm bơ lìm bây giờ riêng. À nâng á. Hay mẹ nhóm mình con trôi riêng đấy, riêng chó. Còn bọn ta, vì yên đừng phơ dư, ở ai bị dây vì sao không lấy bạn lòi. Nó được đếp, nó được đếp, nó được đếp. Của dương nâu, nâu cực là nên cực đâu. Chính là nó. How did he study? He studied. How did she study? She studied. How did John study? John studied. Chứ tu bây dương toàn tăng cái đó ấy. Còn ta dương miên sở mạnh thêm sao ấy điện. Anh nói. Hay cái lại dương hậu cực. Adverbs. Yeah. So if you just learned from me, it is not enough. So what you need to do, you need to practice this with your partners, with your friends, with your brothers and sisters, your mom and your dad. Chắc chắn ai ăn hoạt mê riêng đến chìm mùi đại cụ bởi dương. Mình hà, mình phê, phụ mặt đại bởi dương, đưa bọn phụ mặt dương chọc đại cụ mất. Cả lại nào vô, dương ai comment hay đừng xa xua nông nông video đúng không? Dương cho mình trên video gọi thế là bây bọn xa đại bạc. Hai bữa sau này dương chô chất mê riêng á, cho mình chi dương thơ vì á. Chú này là ngọt mê để chô chất riêng sạng này. So if you like this lesson, then we'll try to make more videos for you to learn. Okay? Okay. So thank you. See you next lesson. Bye bye.